Ukraine nêu yếu tố có thể thay đổi cục diện chiến sự trong vài giờ đồng hồ. Nghị sĩ Đức kêu gọi trục xuất những người tị nạn Ukraine không có việc làm. Rộ tin ông Biden ra chính sách cho phép người dân không phải công dân Mỹ cũng có quyền bỏ phiếu. Malaysia cân nhắc mở lại cuộc tìm kiếm MH370 sau manh mối 6 giây mới. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cuối tháng 5 vừa qua, Mỹ đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga. Theo một chỉ huy Ukraine, quyết định của Mỹ đã làm thay đổi cục diện chiến sự một cách nhanh chóng chỉ trong vài giờ. Chỉ huy này cho biết, sau khi Mỹ đưa ra quyết định, các lữ đoàn Ukraine đã nhanh chóng triển khai các hệ thống HIMARS gần biên giới với Nga chỉ trong vài giờ. Tại thời điểm đó, quân đội Ukraine đang chịu áp lực rất lớn khi Kiev lo ngại Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác vào khu vực Kharkov nhằm kéo căng nguồn lực của Ukraine khỏi khu vực chiến lược ở Donetsk. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Ivan Havriliuk cho biết, khi đó khoảng hơn 90.000 binh sĩ được bố trí sâu trong lãnh thổ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Việc triển khai hệ thống HIMARS giúp lực lượng Ukraine ngay lập tức có thể nhắm vào các mục tiêu và cản trở hoạt động di chuyển của quân Nga cùng các vị trí khai hỏa dọc biên giới. Nhớ lại những giờ đầu tiên sau khi Ukraine được phép sử dụng hệ thống hỏa lực phóng loạt do Mỹ sản xuất, chỉ huy pháo binh ở khu vực Kharkov có biệt danh Hephaestus cho biết, HIMARS hầu như không im lặng suốt cả ngày. Ông nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu tiên, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn toàn bộ lực lượng Nga dọc biên giới chờ lệnh tiến vào Ukraine. Trước đây, chúng tôi không thể nhắm mục tiêu vào họ. Điều đó khá phức tạp. Tất cả các kho chứa đạn dược và các mục tiêu khác đều nằm cách xa tầm tấn công của chúng tôi 20 km. Các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, Washington trước đó đã hạn chế việc Kiev sử dụng vũ khí do nước này tài trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều này tạo ra vùng an toàn, từ đó Nga có thể tấn công Ukraine. Với hệ thống HIMARS ở biên giới, lực lượng Ukraine nhanh chóng ổn định vị trí ở khu vực Kharkov, ngăn chặn các bước tiến tiềm tàng của Nga. Mặc dù vậy, chính quyền Ukraine vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì Mỹ chỉ cho phép Kiev tấn công khu vực biên giới Nga mà chưa cho phép tấn công sâu hơn do lo ngại căng thẳng leo thang. Hạn chế này đã ngăn cản Ukraine nhắm vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga, nơi Moscow triển khai máy bay ném bom tấn công các mục tiêu của Kiev. Bên cạnh Mỹ, một số quốc gia NATO khác cũng đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ám chỉ rằng việc các nước phương Tây khuyến khích Ukraine tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga có thể buộc Moscow phải đáp trả. Hôm 28 tháng 5, ông Putin nói với các phóng viên rằng, vì vậy, các quan chức từ các nước NATO, đặc biệt là những quan chức ở châu Âu, nhất là ở các nước nhỏ ở châu Âu, nên nhận thức đầy đủ về những gì đang bị đe dọa. Tổng thống Nga cảnh báo, họ nên nhớ rằng đất nước của họ là những quốc gia nhỏ và đông dân. Đây là yếu tố cần tính đến trước khi họ bắt đầu bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Bin, lãnh đạo nhóm nghị sĩ Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU tại Quốc hội Đức, ông Alexander Dobrindt đã lên tiếng kêu gọi trục xuất những người tị nạn Ukraine không có việc làm khỏi quốc gia này. Ông cho biết, sau hơn 2 năm kể từ khi chiến sự bùng nổ, nguyên tắc bây giờ nên được áp dụng với người tị nạn Ukraine là kiếm việc làm ở Đức hoặc quay trở lại các khu vực an toàn ở miền Tây Ukraine. Chính trị gia này chỉ trích việc có quá nhiều người Ukraine ở Đức nhận trợ cấp xã hội từ tiền thuế của người dân. Ông Dobrindt nói, chúng tôi cần những cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn đối với những người tị nạn khi nói đến việc làm. Cần phải có lời mời làm việc và đây phải là một phần việc hội nhập. Theo số liệu từ Eurostat, tính đến tháng 3 năm 2024, có khoảng 1,3 triệu người tị nạn Ukraine đang sinh sống tại Đức. Trong đó có ít nhất 250.000 người là nam giới từ 18 đến 60 tuổi. Không giống như những người tị nạn từ các quốc gia khác, người Ukraine ở Đức nhận được khoản trợ cấp 563 euro, tương đương 610 đô la Mỹ mỗi tháng, cao hơn nhiều so với các quốc gia EU khác. Theo DW, vào đầu năm nay, tỷ lệ người tị nạn Ukraine có việc làm ở Đức chỉ đạt 20%, mức thấp so với các quốc gia khác. Đề xuất của ông Dobrindt đã vấp phải sự chỉ trích từ các chính trị gia phe cầm quyền. Phó lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội trong Liên minh cầm quyền DWC cho rằng CSU nên cảm thấy xấu hổ về những đề xuất như vậy. Ông nói, Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Giờ đây, ông Dobrindt muốn trục xuất những người có thể đã mất cha mẹ ở mặt trận.
Ngày 22 tháng 6 theo giờ Mỹ, Fox News đưa tin, thư ký tiểu bang Alabama, Gray Allen, đã cảnh báo về những chính sách liên bang của Tổng thống Biden có thể cho phép người nhập cư bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu. Ông Allen cho biết, sắc lệnh hành pháp 14019 được ban hành vào năm 2021 là cách chính quyền Biden diễn giải đạo luật đăng ký cử tri quốc gia NVRA năm 1993. Theo ông Allen, sắc lệnh này là cách chính quyền Biden vũ khí hóa và huy động toàn bộ máy chính phủ liên bang để trở thành cơ quan đăng ký cử tri. Văn phòng của ông Allen chịu trách nhiệm quản lý và thực thi các quy định về đăng ký cử tri và bầu cử đã nhận được một khiếu nại từ cử tri. Người này cho biết ông đã nhận được mẫu đăng ký cử tri qua đường bưu điện từ cơ quan bang Alabama gửi cho một người thân đã qua đời 2 năm trước. Sau khi điều tra sâu hơn, văn phòng của ông Allen phát hiện ra rằng các cơ quan tiểu bang bao gồm Medicare và các văn phòng phúc lợi khác nhận tài trợ từ chính phủ liên bang được yêu cầu cung cấp mẫu đăng ký cử tri cho bất kỳ ai tiếp xúc với họ. Điều này được thực hiện theo hướng dẫn về đạo luật NVRA. Thư ký tiểu bang Alabama cho rằng những người nộp đơn xin phúc lợi sẽ trở thành cử tri bất kỳ đơn xin của họ có được các cơ quan chấp thuận hay không. Ông nhận định rằng các hướng đăng ký cử tri này tạo ra nhiều lỗ hổng, cho phép những người nhập cư bất hợp pháp và những người không phải là công dân trở thành cử tri. Ông Allen giải thích, với cách hướng dẫn đạo luật NVRA như vậy, người dân bằng bất cứ cách nào như qua thư, trực tiếp hoặc thông qua trực tuyến, nếu nộp đơn xin những phúc lợi công cộng này hoặc có liên hệ với các cơ quan đó, điều này sẽ nhận được mẫu đăng ký cử tri. Điều đó rất đáng lo ngại khi những người không phải là công dân, dù là người nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp, lại nhận được những tờ phiếu đăng ký cử tri đó. Ông đặt câu hỏi về việc làm thế nào mà lệnh điều hành năm 2001 được ban hành mà không có công cụ để xác minh rằng các biểu mẫu chỉ được gửi cho công dân Mỹ. Tiểu thư ký bang Alabama nhấn mạnh, chỉ có công dân Mỹ mới được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của chúng tôi. Và tôi thực sự tin tưởng rằng, người dân Alabama tin rằng, chỉ có công dân Mỹ mới được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của chúng ta. Và đó là điều mà tôi sẽ không lùi bước, ông Allen nêu rõ. Điều cực kỳ quan trọng là chính phủ liên bang, quốc hội phải cải cách đạo luật đăng ký cử tri quốc gia năm 1993 và sau đó cho phép các bang tiến hành đăng ký cử tri của riêng họ, loại bỏ nó khỏi tầm tay của chính phủ liên bang. Cần phải cải tổ lại đạo luật NVRA để xác minh quyền công dân, chúng ta buộc phải làm điều đó trong tương lai. Nhà Trắng ban hành sắc lệnh 14019 như một cách để bảo vệ quyền bầu cử cho tất cả người Mỹ có quyền tham gia bầu cử hợp pháp, bao gồm cả cử tri da đen hoặc các cử tri da màu khác. Vào thời điểm đó, chính quyền Tổng thống Biden đánh giá rằng sắc lệnh này là một phần trách nhiệm của chính phủ liên bang nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và giáo dục về thông tin đăng ký cử tri và bầu cử, đồng thời chống lại thông tin sai lệch, nhằm cho phép tất cả người Mỹ đủ điều kiện tham gia vào nền dân chủ của Mỹ. Ông Allen khẳng định, chính phủ liên bang và các tòa án liên bang đã ngăn chặn những nỗ lực trước đây của các bang nhằm xác định quyền công dân, và tôi nghĩ rằng điều đó quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong bối cảnh những gì đang xảy ra ở biên giới phía Nam của chúng ta. Đầu tuần này, ông Allen cũng chỉ trích một sắc lệnh hành pháp mới, AO, mà Tổng thống Biden dự kiến sẽ ban hành trong những tuần tới nhằm bảo vệ 500.000 người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Sắc lệnh này đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các đảng viên Cộng hòa, những người cho rằng sắc lệnh này là một chiêu trò trong năm bầu cử của ông Biden nhằm thu hút cử tri gốc Tây Ban Nha và Latin bằng cách cho phép những người nhập cư bất hợp pháp ở lại Mỹ vô thời hạn và vẫn nhận được các quyền lợi do người đóng thuế Mỹ tài trợ. Malaysia đang xem xét đề xuất từ công ty Mỹ Ocean Infinity về việc tiếp tục cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia Airlines, dựa trên một manh mối kéo dài 6 giây mà các nhà khoa học Anh đã công bố gần đây. Ocean Infinity, công ty chuyên về robot xứ đại dương, đã đưa ra đề xuất với Malaysia về việc khởi động lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Anthony Lok cho biết, Bộ đang đánh giá đề xuất này trước khi trình lên nội các xem xét. Ông Lok phát biểu, Ocean Infinity có tàu lặn dưới nước để tìm kiếm và phát hiện vị trí của máy bay. Chúng tôi thực sự đã thảo luận với Ocean Infinity và họ đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm phi cơ mất tích. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi MH370 biến mất vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, khi đang chở 239 hành khách. Nhiều cuộc tìm kiếm đã được tiến hành và nhiều giả thuyết được đưa ra. Nhưng cho đến nay, số phận của MH370 vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải, làm nó trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Vài ngày trước, tờ Telegraph đưa tin,
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cardiff, Anh đã phân tích dữ liệu từ các micro dưới nước và phát hiện một tín hiệu kéo dài 6 giây, được ghi lại vào thời điểm máy bay MH370 được cho là đã rơi xuống Ấn Độ Dương sau khi hết nhiên liệu. Nghiên cứu đã xem xét các yếu tố như ảnh hưởng của biển động tại thời điểm đó và khả năng tạo ra âm thanh khi chiếc máy bay Boeing 777-200 rời. Âm thanh này sau đó được truyền qua nước và ghi lại bởi các micro dưới đáy biển. Các nhà khoa học Anh nhận định, nếu chiếc máy bay nặng 200 tấn rơi với tốc độ 200 m/s, nó sẽ tạo ra một lượng động năng tương đương với một trận động đất nhỏ. Động năng này đủ lớn để các micro dưới nước cách xa hàng nghìn km có thể ghi lại được. Cả hai trạm thủy âm có khả năng phát hiện tín hiệu như vậy, một trạm đặt tại Cape Lewin ở Tây Australia và trạm còn lại nằm tại lãnh thổ Digul Garcia của Anh ở Ấn Độ Dương. Các trạm thủy âm này được thiết lập như một phần của cơ chế giám sát hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Cả hai địa điểm này đều hoạt động vào thời điểm MH370 được cho là đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Trước đây, các trạm thủy âm đã phát hiện các tín hiệu áp suất đặc biệt từ các vụ tai nạn máy bay cũng như các trận động đất có quy mô khác nhau ở khoảng cách lên đến 5.000 km. Trong nghiên cứu của mình, nhóm nhà khoa học của Đại học Cardiff đã xác định được một tín hiệu trùng khớp với khung thời gian khi máy bay có thể đã rơi xuống biển vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Tín hiệu này được thu tại trạm Cape Lewin. Manh mối này đã đem lại hy vọng rằng việc áp dụng công nghệ thủy âm có thể giúp phát hiện ra chiếc máy bay mất tích. Sau khi MH370 mất tích, việc tìm kiếm dưới đáy biển ở Ấn Độ Dương đã mở rộng trên diện tích 120.000 km2 và tiêu tốn khoảng 128 triệu đô la Mỹ. Cuộc tìm kiếm này đã bị tạm dừng vào tháng 1 năm 2017. Năm 2018, Ocean Infinity bắt đầu một cuộc tìm kiếm không tìm thấy. Không tính phí kéo dài 3 tháng trên khu vực khoảng 112.000 km2 phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm này đã kết thúc mà không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào.